Giải bóng đá mini 5 người do Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức, quy tụ hơn 70 vận động viên đến từ 7 đội bóng tham gia tranh tài, gồm các đội Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai. Kết thúc vòng bảng và hai trận đấu bán kết, hai đội bóng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh và Sở Nội vụ đã góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải. Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, trận chung kết đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Hai đội đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Dù bị dẫn trước hai bàn, nhưng bằng quyết tâm của toàn đội, các cầu thủ đội bóng Sở Nội vụ đã dồn lên tấn công cho hiệp 2 và quân bình tỷ số 2-2, đồng thời cũng là đội bóng may mắn hơn trong loạt đá luân lưu để giành chức vô địch. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải phong cách cho đội bóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Gia Lai, giải ba cho hai đội bóng Báo Gia Lai và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đội bóng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai giành giải nhì, chức vô địch được trao cho đội bóng Sở Nội vụ. Giải bóng đá mini 5 người do Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ, ngày 10 tháng 5 năm 1958, ngày 10 tháng 5 năm 2023, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023.